Hello anh. Trời ơi, mới vừa gọi cái là tới liền luôn hả? Nôn nóng quá mà. Anh nhớ ông làm em ở bên nguồn chính đó đúng không? Đúng rồi. Hôm nay em mời bạn qua để chụp chung với em hay sao? Không, chú rể luôn đó anh. Điện dẫn chơi hoài, chơi hoài, em giỡn hoài. Em đã lớn, đây là chú ghẻ của em, thấy mặt nó đôi không nè, trời ơi. Hai em quen nhau lâu chưa? Lâu rồi, quen được 2 năm rồi đó. 2 năm rồi. Đúng rồi. Trời, em gái gì mà tôi không biết gì chứ. Bây giờ biết. Khi nào cưới? Sau dưới à. Sau dưới là mình sẽ cưới chính thức sau 2 năm mình quen nhau. Dạ đúng rồi. Có nhiều bạn trên TikTok thích anh chụp ảnh cưới cho bé Nhi. Dạ. Bây giờ mời hai em chụp bộ ảnh cưới luôn, được không? Được. Ok ha. Ừ.